hình in lên là lấy khuôn gián tiếp. Hiếm, rất hiếm trường hợp lấy khuôn trực tiếp. Lấy khuôn trực tiếp chỉ thực hiện trong trường hợp mà bệnh nhân há miệng rất là hạn chế và ở vùng răng sau, và cái đường hoàn tất nó phải ở trên lợi. Bởi vì làm sao? Bởi vì quan trọng nhất của cái phục hình trên implant là cái giữa cái trục phục hình hay là cái abutment ấy với lại cái trục ở bên ngoài nó phải fit sát với nhau. Nếu nó có sự không fit sát, đặc biệt là dưới vùng đường hoàn tất ấy, thì sau này nó sẽ gây ra tình trạng là rắc xi măng, và hay là người ta gọi là xi măng dư ấy, thì sẽ gây nên tình trạng là viêm quanh implant. Cho nên cái phục hình trên implant là một cái phục hình phải cực kỳ fit sát. Thứ hai nữa là đối với những cái implant ngang mức xương, nghĩa là cái cổ implant này ở ngang mức xương rồi, thì phần phía trên cổ implant đến lợi nó vẫn còn một cái khoảng trống đấy, và mình phải làm sao tạo hình cái khuôn lợi từ cái trụ liền thương hê linh, đến khi mà mình lắp được cái trụ phục hình răng sứ ấy, thì tất cả nó đều phải ôm ở cái mức cổ lợi này như bình thường. Chứ ở phục hình cố định thì mình có chân răng ở đây rồi, như đây. Thế thì cũng có những cái hãng thì họ đã thấy cái nhược điểm của cái việc là với cái implant ngang mức xương thì từ trên phần đấy thì gây nên cái hiện tượng là viêm lợi rắc thức ăn ấy. Thì họ đã có, thứ nhất là ví dụ như Biohazard là họ sẽ xử lý cái bề mặt của cái cổ implant, à, họ nói là có laser rồi các thứ xử lý để làm sao mà cái phần mà từ cái phần mà ngang mức xương lên đến cái phần cổ implant ở phía bên trên thì nó tích hợp với mô mềm tốt. Thứ hai là bên trong men thì ở vùng răng sau thì họ đã có cái implant nó gọi là bone level và tissue level. Cái là bone level thì là implant, cổ implant ngang mức xương, còn tissue level là cổ của implant là ngang mức lợi rồi. Và tất cả cái đấy đều được xử lý để làm sao cho cái mô lợi với lại cái cổ implant nó có cái sự hài hòa và tương hợp sinh học, làm sao nó không rắc cái thức ăn và không tích tụ mảng bám vi khuẩn vào cái vùng đấy để gây viêm implant. À, thế thì lấy khuôn của cái implant người ta gọi là lấy khuôn gián tiếp, vì sao? Vì là khi mà mình lấy khuôn xong thì mình sẽ được một cái bản sao của implant, nó gọi là analog, là cái phần sẽ nằm ở trong mẫu thạch cao tương ứng với lại trục của implant, mức implant và cái vị trí của implant sẽ ở trong thạch cao như thế nào thì phải chính xác ở trong miệng của bệnh nhân như thế. Mối tương quan giữa ngoài trong rồi gần xa rồi mối tương quan giữa các răng thì cái implant đấy nó phải sao được chính xác cái vị trí đấy thì nó mới đạt yêu cầu chính xác. À, thế thì có hai phương pháp để lấy khuôn implant. Tất cả hai phương pháp này nó đều qua một cái người ta gọi là trụ chuyển dấu, nó gọi là impression cupping, nghĩa là cái trụ chuyển dấu. À, em cho mình mượn cái mẫu của em đây. À, cái trụ chuyển dấu này thì lắp vào cái implant, mình tưởng tượng đây, giả sử đang là cái implant ở trong miệng của bệnh nhân nhá, thì sau cái bước mà trụ liền thương hê linh rồi, mình đã có phần này rồi. Thế còn nếu đối với implant mà ngang mức mô lợi, nghĩa là cái cổ bằng này rồi, nó đã bằng mức mô lợi rồi, thì mình chỉ vặn ở trên này là cái cover thôi. Và sau khi mình tháo cái cover ra xong, hoặc là đối với implant ngang mức xương là mình tháo cái hê linh ra xong, là mình đã được một cái implant bộc lộ ra như này rồi, và đã có cái độ thuôn của lợi lên, và mình nhìn thấy cái bề mặt cái cổ của implant rồi, thì mình sẽ lắp cái trụ chuyển dấu vào. Cái trụ chuyển dấu gọi là impression cupping. Thì khi mà lắp cái trụ chuyển dấu xong thì một là về cái cảm giác tay là mình phải có sự fit sát, hai là mình phải cho bệnh nhân đi chụp phim tại chỗ. Trên cái phim tại chỗ ấy thì nó sẽ nhìn thấy, thứ nhất là về mặt trục này, cái trụ chuyển dấu này với cái implant nó phải đồng nhất với nhau, chứ không phải cái implant thì trụ đang chụp nhanh như này mà lên cái trụ chuyển dấu lại trụ như này, chứng tỏ là hai cái này nó không có cái sự fit sát chồng khớp với nhau. Thứ hai nữa là cái khớp của cái trụ chuyển dấu này với cái khớp implant là nó phải khớp vào với nhau, nghĩa là cái vùng cổ này của cái trụ chuyển dấu này với cái cổ của implant là nó phải ăn khớp với nhau. Nếu như mà mình chụp trên phim mà cái cổ implant ở đây mà cái cổ của trụ chuyển dấu lại cách một đoạn này mới đến, thì chứng tỏ là mình đã chưa có cái sự khít nối chính xác trụ chuyển dấu và cái implant. Thế thì vừa nãy cũng có anh đặt câu hỏi là cái góc chụp phim từ đây đến đây thì mình nhìn chụp có vẻ trùng nhau khít khác, nhưng cái góc chụp phim khác thì nó có thể khác thì sao? Thì mình nói là ban đầu có thể mới là mình cẩn thận thì mình có thể chụp một vài cái góc độ của phim để mình so sánh xem cái chụp khít sát chưa. Còn sau này thì khi mà lắp thì bản thân cái cảm giác tay của mình ấy, lắp vào là mình đã biết là cái trụ chuyển dấu này khít sát hay không rồi, thì mình chỉ cần chụp một cái phim để kiểm tra thôi nha. Thế thì bước thứ hai là chụp phim để kiểm tra. Bước đầu tiên là lắp trụ chuyển dấu vào implant ở trong miệng. Bước thứ hai là chụp phim kiểm tra trụ chuyển dấu đã tốt hay chưa. Và bây giờ bắt đầu mới sang đến phần thứ hai là phần lấy dấu khay đóng hay là khay mở. Lấy dấu khay đóng là như thế nào? Là trên cái trụ chuyển dấu này người ta sẽ có một cái nắp nhựa, nó gọi là pick up, nghĩa là cái nắp nhựa nó lắp vào cái trụ chuyển dấu này và cái thìa không hề có lỗ thủng,
đấy là gọi là lấy dấu khai đóng. Thì khi mà mình đặt vào như này rồi xong, đến khi silicone khô, mình bỏ silicone ra, lấy thìa ra, thì cái pick up đấy hay cái nắp nhựa ấy, thì nó đi theo cái silicone này ra bên ngoài này. Và lúc ấy bắt đầu mình mới vặn cái trụ chuyển dấu này ra ngoài, và mình lắp cái analog vào cái trụ chuyển dấu này. Analog là cái bản sao của Imland đây, bản sao của Imland. Còn trụ chuyển dấu thì mới là lấy phục hình. Còn analog là trụ bản sao của Imland. Analog này sau này khi mà lắp vào đấy, sau này khi mà lắp vào trụ chuyển dấu vào thì mình sẽ đổ thạch cao. Thì chính cái analog này là ngập ở trong thạch cao, ngập ở trong nền của xương. Và cái analog này chính là cái Imland ở trong mẫu hàm, đúng không nhỉ? Imland ở trong miệng bệnh nhân và ra đến ngoài mẫu hàm thì chính là analog. Cho nên người ta mới gọi là sao mẫu hay lấy mẫu trực tiếp là vì thế. Còn lại lấy mẫu trực tiếp là tôi mài cái cùi răng như thế này đây, đúng không? Tôi lấy mẫu vào xong tôi đổ nó lại ra hình dạng như này, gọi là lấy mẫu trực tiếp. Còn đây tôi lấy mẫu gián tiếp là tôi chỉ lấy cái vị trí hình dạng và trục của cái Imland. Thực ra hình dạng thì khó, nhưng mà cái cổ Imland thì mình có thể lấy được. Cái trục của Imland và cái đường kính và cái hình, cái vị trí của cái Imland. Và khi mà nó ở nằm ở trong mẫu thạch cao thì nó phải giống y hệt như là nó nằm ở trong xương hàm. Để trên đấy thì toàn bộ labo và các thao tác sau này làm răng giả là người ta sẽ gắn vào cái analog này. Thế thì nếu nó chính xác thì hôm sau tôi lắp vào miệng mới chính xác được. Còn nếu nó không chính xác thì tôi lắp vào miệng không chính xác nha. Thế đấy là bước 2 là mình lấy khuân da của khay đóng cho mình cái găng tay số nhỏ. Cái găng tay này là găng tay mở cho tới em nha. Thế thì khi lấy dấu khay đóng thì chính xác hay không chính xác? Thứ nhất nó phải qua một cái bước là có cái nắp nhựa nằm ở trong cái silicone. Sau đó bắt đầu mới lại tháo cái trụ chuyển dấu này ra, ấn vào cái nắp nhựa đấy. Thì bao giờ thông thường các hãng nó cũng sẽ làm những cái khớp rãnh, để khi mà mình ấn cái trụ chuyển dấu này vào nắp nhựa, nó phải nghe một cái tiếng kêu vào khớp, một cái tiếng kêu click thì nó mới là chuẩn. Nhưng mà dẫu sao thì cái nắp nhựa mà vào cái nền silicone này nó cũng sẽ có cái sự biến dạng đi, nó sẽ không thể nào mà chuẩn mực được. Thế thì nhưng mà nếu như mà bệnh nhân mà há miệng nhỏ thì mình sang lấy dấu khay mở. Lấy dấu khay mở nghĩa là mình phải có một cái đầu vặn này, hay là gọi là cái driver. Thì khi mà mình silicone khô rồi, mình phải tháo cái vít này ra. Và cái trụ chuyển dấu này, khi mà mình lấy cái thìa ra thì cái trụ chuyển dấu này nằm luôn trong cái silicone. Thế thì nếu như bệnh nhân há miệng hạn chế quá, đây là cái thìa đang cồng cành như này rồi, xong lại cho cái đầu vặn vít này vào này nữa. Cái này thì được cái tiên tiến là có một cái đầu vặn vít rất ngắn. Có một cái đầu vặn vít rất ngắn đấy. Đấy các em xem. Nhưng mà cái thao tác tay, mà ví dụ như tay bác sĩ mà hơi to, thì thực ra là cũng rất khó chịu cho bệnh nhân. Nếu ở đây vị trí răng 6 răng 7, em tưởng tượng vị trí răng 6 răng 7 em lại phải vặn một cái này ra, sau đó em mới tháo thìa ra, thì nó sẽ rất khó cho bệnh nhân. Thế thì lấy dấu khay mở chính xác, nhưng mà nếu như phải vào trường hợp mà răng sau và há miệng hạn chế thì không làm được, và vẫn phải quay lấy dấu khay đóng. Nhưng mà lấy dấu khay đóng thì lại có một cái nhược điểm là như này. Bao giờ cái nắp nhựa này nó cũng phải có cái gờ, rồi có những cái phần lồi ra như thế này, để khi mà tôi tháo ra và nó nằm ở trong silicone nó phải nằm yên được. Nghĩa là giống như là nó có cái răng cưa để nó ăn vào trong cái mẫu của silicone. Thế còn nếu mà nó trơn chuột quá thì đến khi mà mình tháo ra thì nó lại suy giảm. Thế thì nếu như trường hợp mà hai cái răng hai bên này đổ vào với nhau thì không có đủ chỗ để cho một cái nắp nhựa cồng kềnh vào. Thế thì nó lại cũng bị hạn chế như thế. Cho nên là đôi khi mình vẫn phải dùng trường hợp là lấy dấu trực tiếp là như thế. Là vì răng thì đổ vào, miệng thì há hạn chế, chả làm sao, mà răng thì lại răng hàm phía sau, cho nên chẳng lấy được dấu khay mở, mà chẳng lấy được dấu khay đóng. Thì lúc đấy mình lại phải quay sang lấy dấu trực tiếp. Thì mình chỉ có nói rằng nếu mà lấy dấu trực tiếp thì bắt buộc đường hoàn tất phải là trên lợn thì mới chính xác nhá. Nghĩa là gì nhỉ? Cái abutment mình phải lắp vào này, và coi đường hoàn tất mình phải nhìn thấy đường hoàn tất của abutment nên nó phải nằm trên lợn thì nó sẽ chính xác, và sau này mình gắn sẽ không có hiện tượng xi măng dư. Cách thứ hai nữa, người ta cũng hạn chế cái hiện tượng xi măng dư bằng cách là cái trụ abutment lắp ở trong này rồi nhá. Tôi mới lấy khuôn silicone
thì tôi được cái chỗ bấm mần đúng không? Tôi mang đi tôi đổ thạch cao thì tôi được cái cùi răng để trường răng đúc thạch cao. Tôi cho composite vào đấy, nhưng mà mình cũng rất nhiều lần bị hỏng là vì thế này. Thứ nhất là cái cùi này nó phải ít nhất là 5mm. Nếu như mình làm composite một lần luôn thì đèn chiếu không xuống đến dưới 5mm thì không khô được composite đến cả. Thứ hai nữa là cái cùi này nó bé mà mình cho composite vào. Sau đó mình mới cho một cái cây gọi là cái cây sắt ở chính giữa ấy, để cho nó có hình dạng ấy. Nó tạo hình ấy và mình cầm nó dễ dàng ấy. Thì cái cây sắt này nó không dính composite lắm. Thế cho nên là làm được cái cùi bằng composite cũng phải là rất chính xác. Thì thường người ta sẽ lấy dấu bằng cái thìa này, lấy một thìa lửa thôi. Sau đó ra thì bắt đầu người ta trùng hợp composite từng lớp một nhá, hoặc là loại composite trong và cái cường độ ánh sáng có thể chuyển sâu được thì người ta trùng hợp. Thế thì sau khi mà được một cái cùi bằng thạch cao thì mang gửi đi làm mẫu hàn trục răng rồi. Còn lại cái cùi mà composite mà mình tự làm ra ấy, thì trước khi mà gắn xi măng vào cho bệnh nhân thì tôi đúc qua, tôi lắp qua vào cái chỗ mà cùi răng có composite đã, thì cái thằng xi măng dư ấy nó đã trào ra bớt rồi. Thì lúc đấy bắt đầu tôi mới lắp cái trục mà có xi măng đấy vào trong cái trục của bệnh nhân, cái ơ văn mần ở trong miệng bệnh nhân, thì nó cũng hạn chế được một phần cái chuyện mà xi măng dư thừa nhá. Bởi vì nó sẽ là khít sát cái trục đấy, nó lắp vào cái cùi composite là nó giống như cái ơ văn mần ở trong miệng rồi, nó đã có cái sự khít sát nhất định rồi, thì xi măng nào mà dư ra thì nó ra mất nhá, đồng ý chưa? Thế thì nếu như mà lấy dấu bằng khay nóng thì khi mà tôi tháo cái thìa này ra thì toàn bộ cái phần vừa là trụ chuyển dấu và vừa là khay nắp này nó sẽ ra, đây là của hãng này nhá, còn của Choman, còn của hãng khác ấy thì là cái trụ chuyển dấu vẫn giống gần giống nhau như này và họ sẽ có một cái nắp nhựa lên đây nhá. Đương nhiên là nó sẽ không có cái đầu vít lên, trụ chuyển dấu ở khay đóng thì sẽ không có đầu vít lên nhô lên như này mà nó sẽ ngắn hơn một tí và cái nắp nhựa nó sẽ vào đây, sau đó nắp nhựa ra thì tháo trụ chuyển dấu ra. Nhưng mà các bạn lưu ý cho tớ một việc là cái thằng đầu để vít này nó ở đây. Nếu như các bạn lấy ngay cái thằng đầu vít này ấn luôn vào cái nắp nhựa này rồi thì các bạn không còn chỗ để vặn cái analog này vào nữa. Tưởng tượng ấy nhỉ? Đây nhá, analog đây đúng không? Tôi phải vặn vào cái trụ chuyển dấu này và tôi đổ thạch cao nó ngập vào đây để khi mà tôi dỡ mẫu ra thì được cái analog nằm trong thạch cao là implant đúng không? Thế thì bây giờ tôi mà tháo cái đây là giả dụ là cái trụ chuyển dấu của cái khay đóng nhá. Và bây giờ giả dụ là cái nắp nhựa đang nằm nguyên trong cái khay silicone này rồi thì theo thói quen tháo từ trong miệng ra một cái, lắp luôn cái này vào đây. À, nghe tiếng kêu click sướng quá nhưng mà đã học. Vui nhưng mà buồn. Bởi vì sao? Bởi vì anh lắp vào đây rồi anh không thể nào rút ra được nữa. Mà anh không rút ra được nữa thì cái đầu vặn vít nó ở dưới này thì anh không thể vặn được analog vào. Mà anh không vặn analog vào chính xác. Bao giờ cái động tác mà vặn analog vào nhá là mình có phải một tay giữ phần trụ chuyển dấu ở bên trên và một tay giữ analog ở bên dưới. Đấy. Thế thôi, mình không vặn được analog vào coi như là mình học sai, coi như lấy mẫu lại từ đầu. Đừng bao giờ làm cố, bởi vì mình phải hiểu là riêng cái đoạn mà mình cứ tháo thìa ra, tháo thìa vào, lắp các cái này nó đã có sai số rồi. Mà lại cộng với cái việc mà cái analog lắp vào cái trụ chuyển dấu sai số nữa thì đương nhiên kiểu gì sai số xong không thể nào lắp được cái trục ra. Thế cho nên là tốt nhất trong trường hợp đấy là xé cái mẫu silicone ra, lấy cái nắp nhựa ra, trung bình cái nắp nhựa như thế khoảng mấy chục đô, lấy cái nắp nhựa ra, sau đó lại lấy lại từ đầu nhá, đồng ý chưa nhỉ? Thế còn sau khi mà thay mở thì đương nhiên là cái này nó sẽ đi theo luôn vào đây rồi. Đây, nếu mà thay mở thì sau khi mà mình lấy mẫu xong thì nó sẽ như này luôn. Mình tháo vít ra và khi tháo khay ra thì cái này nó sẽ đi cùng luôn. Thì bắt đầu mình sẽ lắp cái analog. Đấy. Và một tay mình giữ cái analog ở phía sau và một tay mình giữ cái đầu vít ở phía trên này. Bao giờ cái động tác của mình phải thế. Đấy. Đấy, để mình lắp cái đấy, xong một tay giữ này để vặn nhá. Bao giờ cũng phải rất cố định cái analog này. Analog này muốn vặn vào cũng vừa là một là khớp nối này,
các bạn nhìn nếu mà đúng khớp nối như cái hình ảnh ở trong phim, trong phim tại chỗ đây. Cái này thay vì allograft nó là implant nhá, nó sẽ có mấy cái răng cưa ở đây đúng không, mấy cái gen tạo gen của implant này, thì giữa cái cổ của implant này với cái cổ của cái trụ truyền dấu này nó phải khớp với nhau hoàn toàn như này, và nhìn trên phim phải là khớp này. Còn nếu mà cổ implant đây mà cổ của cái trụ truyền dấu trên này là không khớp, đồng ý chưa nhỉ? Nhá. Thế thì nhóm nào chưa khoan xương thì về khoan xương, còn nhóm nào chưa lấy khuân thì về đây lấy khuân. Từ sáng giờ chúng ta mới được một nhóm, mà các bạn nhớ là bây giờ là 10 giờ 15, các bạn còn phải làm hai việc nữa nhá.